Đối tượng trực tiếp vận chuyển là Nguyễn Thị Mến Anh, trú tại huyện Con Cuông. Đối tượng bị bắt khi đang nhận ma túy từ một xe khách, chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Hà Thị Quyết và Ngô Thanh Bình. Cả ba đối tượng đều đã từng có các tội danh liên quan đến ma túy.